Toàn tỉnh hiện có 5 hộ nuôi chim yến thường xuyên với 5 nhà nuôi tại huyện Tiền Hải và Quỳnh Phụ, tổng sản lượng ước đạt 33 kg tổ chim yến một năm. Ngoài ra còn có một số hộ có nhà dẫn dụ chim yến quy mô nuôi nhỏ lẻ, manh mún. Số cơ sở sơ chế chế biến kinh doanh sản phẩm từ tổ chim yến cũng hạn chế, quy mô nhỏ lẻ, chưa có cơ sở đăng ký xuất khẩu ra nước ngoài. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành có liên quan và các địa phương quản lý hoạt động về vùng nuôi chim yến theo đúng quy định tại nghị quyết số 15 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hướng dẫn kiểm tra việc kê khai cơ sở nuôi chim yến đăng ký mã số cơ sở nuôi chim yến theo đúng quy định tổ chức phòng chống giám sát dịch bệnh và giám sát an toàn thực phẩm đối với sản phẩm tổ chim yến để xuất khẩu